Lại nữa, A Nan, nếu Đại Bồ Tát ỷ lại vào danh tánh được nhiều người biết của mình mà khinh miệt các Bồ Tát tu thiện khác, thường khen ngợi đức hạnh của mình, chê bai người khác, sự thật không có các hành trạng tướng của Đại Bồ Tát bất thối chuyển mà cho là thật có, khỏi các phiền não khen mình chê người, nói là các ngươi không có danh tánh Bồ Tát, chỉ có mình ta có danh tánh Bồ Tát do tăng thượng mạng khinh miệt chê bai các chúng đại bồ tát khác bấy giờ ác ma thấy việc này rồi nghĩ thế này này bồ tát này làm cho cung điện trong quốc độ của ta chẳng dẫu không mà tăng thêm địa ngục bảng xanh quỷ giới khi ấy ác ma giúp thêm thần lực cho vị ấy làm cho oai thế biện tài tăng thêm do đó nhiều người tin nhận lời người ấy nhân đây khuyên phát khỏi ác kiến giống như chúng đồng với ác kiến của chúng rồi theo tà học của chúng, theo tà học của chúng rồi, phiền não bừng cháy, tâm ý điên đảo, cho nên các nghiệp thân ngữ ý phát khởi, đều chiêu cảm quả khổ suy tổn khó chịu đựng, do nhân duyên này tăng thêm ba đường ác, khiến cung điện quốc độ của ma đầy ấp do đó ác ma vui mừng nhảy nhót có làm việc gì cũng tự do theo ý thì a nan nên biết đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa bị ác ma nhiễu loạn còn nếu đại bồ tát chẳng ỷ lại vào danh tánh hư vọng của mình mà khinh miệt các bồ tát tu thiện pháp khác đối với công đức không có tăng thượng mạng chẳng tự khen mình cũng chẳng chê người khác có khả năng hiểu biết việc làm của chúng ma thì a nan nên biết đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng bị ác ma nhiễu loạn lại nữa A Nan, nếu đại Bồ Tát cùng với người cầu thanh văn độc giác thừa, hủy nhục tranh cãi phỉ báng nhau, khi ấy ác ma thấy việc này rồi nghĩ thế này, thiện nam tử này xa lìa quả vị giác ngộ cao tột gần gũi với địa ngục bằng xanh quỷ giới, vì sao? Vì hủy nhục tranh cãi phỉ báng nhau chẳng phải là đạo bồ đề chỉ là con đường của các ác thú là địa ngục bằng xanh quỷ giới nghĩ như vậy rồi vui mừng nhảy nhót thì a nan nên biết đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa bị ác ma làm nhiễu loạn còn nếu đại bồ tát cùng với người cầu thanh văn độc giác thừa hủy nhục tranh cãi phỉ báng nhau mà phương tiện nhiếp hóa dẫn dắt làm cho hướng về đại thừa hoặc làm cho siêng tu thiện pháp của thừa mình thì a nan nên biết đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng bị ác ma nhiễu loạn lại nữa a nan nếu đại bồ tát nào cùng các thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu quả vị giác ngộ cao tột, vì nhục tranh cãi, phỉ báng nhau. Khi ấy ác ma thấy việc này rồi nghĩ thế này, hai Bồ Tát này đều xa lìa quả vị giác ngộ cao tột, cùng gần địa ngục bàng xanh quỷ giới. Vì sao? Vì họ hủy nhục tranh cãi, phỉ báng nhau, chẳng phải đạo bồ đề, chỉ là con đường của các ác thú, là địa ngục bàng xanh quỷ giới, nghĩ như vậy rồi vui mừng nhảy nhót thì A nên biết đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa bị ác ma nhiễu loạn còn nếu đại Bồ Tát nào không cùng với thiện nam tử, thiện nữ nhân cầu quả vị giác ngộ cao tột, vì nhục tranh cãi, phỉ báng nhau, mà nhắc nhủ nhau siêng tu thiện pháp, để mau chứng đắc trí nhất thiết trí, thì a nan nên biết, đại Bồ Tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng bị ác ma nhiễu loạn.